Hi, chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Thì game này thì mình chủ yếu là mình xây dựng nhân vật cho đẹp thôi, chứ mình không có xây dựng lực chiến anh em ơi. Tại vì mình không thiên về game này, mình chỉ game về game 3D săn bó thôi. Thì anh em cũng nhìn thấy đây là nhân vật của mình, level cũng không có cao lắm anh em, chỉ mới level 53 thôi. Thì nói thiệt mình cũng không nhớ game này ra ngày mấy mình cũng quên rồi anh em ơi, nhưng mà như là 7 ngày 8 ngày vậy đó. Thì trong video này mình sẽ review về cái phần ghép trang bị nè. Thì trang bị thì sau khi lên level 52 nó sẽ mở tính năng ghép trang bị cho anh em. Thì đối với trang bị á, thì ghép trang bị vàng anh em, nói chung là ghép trang bị kim á, thì anh em phải đi phó bản nè. Nói chung là cái phó bản cái khiêu chiến bạn tiếp vật. Thì một ngày nè, nói chung là thưởng thì ngày như đi 4 lần hay gì đấy, nó từng hay gì mình cũng không gành lắm, nhưng mà tại nó mới mở thôi nên để từng nè, nãy nó để từng. Thì đây mình được 8 boss rồi, nói chung là ngày mình cũng đi vậy thôi anh em ơi. Đó, đây được 8 boss, mình không biết làm sao, thì từng thứ hai hay gì đó, nó tính mình sao mình cũng gành không gành lắm, tại vì nó để đi từng đúng không, nó để từng, nhưng mà mình ăn đã được 8 boss rồi. Rồi mà cái này đừng có quan không quan trọng nữa anh em ơi, nhưng mà quan trọng là anh em phải kiếm cái phó bản này nữa à, phải đi cái này để mà kiếm mấy cái nguyên liệu để ghép trang bị thôi. Mình sẽ không đi nữa, tại mình đi xong rồi anh em, nó mất thời gian lắm. Với lại mình có một cái này nè, anh em chơi cái game này á mà anh em không có cái tem cứng á, coi như là anh em rất là thiệt thòi. Cho nên là anh em chơi cái game này thì anh em phải tạo một cái tem cứng, gồm có gì, trước tiên là phải có con thiên hương đấy, phải có con thiên hương mới được. Tại cái game này đi phó bản mà không có thiên hương là coi như thất bại, chắc chắn là phải có mấy con đó để nó bút máu anh em. Cho nên là tem cứng là phải có một con đó là ok thôi anh em. Phải tem cứng thì tự anh em tạo nha anh em, để anh em mỗi ngày anh em đi hoạt động hay đi cái gì đó thì cũng được thôi. Thì phần ngày chế tạo thì anh em nhìn thấy nè, nó sẽ có hai phần, nói chung là y phục, hai cái này cũng khá là giống nhau ha. Đấy là y phục này, để gọi là đây xem, để gọi là áo. Còn vị trí này thì nó cũng vị trí là áo bào. Giờ cái nguyên liệu thì mấy cái đơn giản thì nó cần cũng thấp nè. Đấy, nên mình thấy 222 đúng không? Nhưng mà đối với vũ khí, đối với chó vật cưng á, thì nó cần cái nguyên liệu cũng khá là thốn nè. Đấy, bây giờ nếu mà mình chọn con chó thì mình không thể lên vũ khí được. Mình lên vũ khí mà không thể lên được con chó. Đấy, mà cái này nó đi phó bản nha, cũng phải là đi phó bản mới nhận được nha anh em. Rồi thì giờ trước tiên mình điều kiện mình có cái gì mình sẽ bập cái đó nè. Trước tiên thì mình đây mình có được 12 ngày rồi, 2 ngày mình có được 10 cái nguyên liệu này rồi ta. Vạn tiết bí đoạn. Đấy, nói chung là vạn tiết bí đoạn thì để ghép thì ghép anh em, mình thấy cái nào cũng như nhau anh em ơi. Cho nên là anh em có thể ưu tiên ví dụ như thân pháp hay là ngoại phòng đó, nó áo nè. Áo thì ngoại phòng, nội phòng, thân pháp thì sinh khí. Còn đai thì nó chỉ có sinh khí, sinh lực, thân pháp. Thì chắc tiên là mình sẽ ưu tiên mình lên cái áo trước anh em. Đấy, lên áo trước cho một con mặt thử anh em. Đấy, đầu tiên. Rồi, mình chơi xong rồi mình để đó đi nè. Tiếp tục tới cái đai, quất luôn cái đai luôn. Mình làm cho đỡ mất thời gian anh em nè, không gì hết. Đó, chết bà. Đủ. Rồi tới áo bào. Đấy. Xuống đây nói chung là đầu hơi thiếu đúng không anh em? Đấy, đầu hơi thiếu, còn trang sức thì nó khác nữa nghe anh em. Trang sức thì để coi Tinh Nguyệt Đảo anh em ơi, đây là trang sức là phó bản khác, nó chưa mở anh em. Chưa đủ level chứ không phải gì hết trơn nghe anh em. Nói chung là nó chưa đủ level chứ không gì hết á. Mình ở đây mình sẽ ưu tiên mình lên vũ khí trước nè. Đấy, lên cái vũ khí. Đấy. Rồi, còn một cái nữa là lên tay là hộ quyển luôn nha nè. Để coi hộ quyển này tăng gì đây. Ngoại phòng, ủa sao không có nội phòng ta? Chỉ một dòng thôi, nó kiểu một dòng thôi anh em ơi. Đấy, anh em thấy. Mình nói thiệt, mình phiên thiệt anh em á, chơi cái game này anh em nên có một cái tem cứng để anh em sáng buổi sáng đi, buổi chiều anh em đi gì cũng được. Mà mình phiên anh em là buổi sáng anh em đi sớm, anh em lấy đồ ghép đồ lên cho nó ưu tiên sớm đi anh em ơi, là anh em dễ kiếm được đồ, mà có được đồ rồi dễ đi hoạt động lắm đúng không. Rồi mình sẽ lên cái áo trước, có tăng được bao nhiêu đây ta, 145, 148. Khởi đầu võ đạo
khí 192 đây. Đấy, nói chung là 20k. Mình cũng không ưu tiên về chơi này lắm anh em ơi, tại vì mình chỉ chơi cho vui thôi. Game này mình thích xây dựng cho nó đẹp, nhân vật mình cho nó đẹp. Đặng mình lấy mấy cái hình ảnh của nhân vật nó đẹp đẹp á anh em, đặng mình làm mấy cái địa hình ảnh video, làm karaoke đồ cho nó đẹp vậy đó. Còn nếu anh em nào muốn xem cái phần karaoke hình ảnh gì đó anh em, thì anh em có thể nhấn kéo vô cái link, mình sẽ để cái link cho anh em xem thử coi, coi mình làm ok hay không nha anh em. Anh em đánh giá giùm mình nha. Còn mình không thiên gì cái game này cho lắm đâu anh em ơi. Đó thì ghép trang bị thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Vậy thì anh em bắt buộc anh em phải đi săn boss, không săn boss là không lên được đâu anh em ơi. Đấy. Đấy có hạn giờ này có gì đây là câu cá. mình chơi lâu lắm rồi, mình câu cá được ngày duy nhất à. Một mình không biết cá này để làm gì luôn. Đó, anh em thấy nè, cá mình cũng không biết làm gì luôn. Người ta làm YouTube, người ta kiếm lượt view, còn mình làm YouTube, mình cái game này cho đẹp thôi. Tại vì mình đang chơi cái game khác nha anh em. Đang chơi bên vô địch tu tiên giới. Đó anh em thấy ok chưa? Nói chung là khá đẹp đúng không? Nhân vật chủ yếu là xây dựng. Hôm trước thì mình định mua cái áo kia kìa, nhưng mà cái áo này nó lộ anh em, nó lộ ra nó lộ mấy cái phần này ra nó đẹp á. Cái áo kia thì nó mặc dù nó đắt hơn tí xíu, nó cao lực chiến hơn chút xíu anh em. Công lực nó cao hơn chút xíu, nhưng mà nó che mấy cái phần này nó không làm bung nổi cái duyên dáng của một cô gái này đó anh em thấy không? Đúng rồi. Nhân vật cũng khá đẹp ha. Rồi để mình coi trong túi mình được cái gì chưa nè, coi cái này gì đây mình cũng không biết luôn. Dùng cái đi. Mấy ngày nay thì mình cũng vô mình xây dựng gia viên dữ lắm anh em ơi, mình xây dựng gia viên cho đẹp thôi chứ mình không làm gì hết trơn á. Chủ yếu mà tối mình không có đi hoạt động. Nói chung là tối là mình đợi vậy cái để coi mình tìm lại thứ coi ta. Cái phần tìm lại nằm chỗ nào tự nhiên quên nè. Nó có cái phần tìm lại anh em ơi. Thôi để đó đi anh em. Đó. Thì giờ trong phó bản này mình đi cũng chưa hết rồi, đây còn cái phó bản đâu mà. Cái này chắc chợ chiến hay gì đó anh em ơi. Đây chắc là chợ chiến anh em ơi. Đây chưa nhận. Cái máy này thông báo anh em ơi, thông báo mình nhận đồ thôi anh em ơi. Anh em có tem anh em dễ đi nguyên cái này lắm, anh em không có tem nhiều khi anh em đi lỡ cớ nó bỏ qua. Cho nên là có tem là ngon nhất. Rồi sẵn đây là mình cho anh em đi thăm cái giao viên của mình luôn nè. Đây là vô giao viên kìa. Giao viên mới level 7 thôi anh em ơi. Cái. Để mình vô giao viên của mình cái thì tính. Đi về mới đặt được. Cái bữa hôm bữa mình quay sao nó bị lỗi tắt tiếng. Làm cái giao viên đẹp hết biết luôn mà bay cái nó bị lạc anh em. Từ dưới cửa mình bay xéo ra ngoài biển á, bay ra biển. Đấy. Ô này trời này có mang bóng rồi anh em. Trời này là hơi bị tối nha, nói chung là ấy á. Trời này là bị tối nha anh em, nói chung là bị tối nha anh. Đấy. Bình thường á thì mà trời có nắng á, trời mà có nắng qua bên kia thì nó sáng lắm anh em thấy không? Đây là bóng bị tối nè. Sao mà đèn có một cái mình không khắc phục được cái vấn đề đèn nè. Đấy. Ví dụ như đèn ở đây đúng không? Hay là tại level mình thấp quá mình chưa khắc phục được vấn đề đèn cho nên cái chỗ này nó tối nè, đây là bóng tối đúng không? Rất là tối. Level này thì mình chỉ xây dựng được vậy thôi anh em ơi. Đó, chỉ để mới có sơ sơ cho anh em đi xem tham quan sơ sơ nè. Nói chung là ngay chân chỗ này là cái bàn ngay giữa nè. Nói chung là bên ngoài mình dòm vô thì nói chung là đây là phòng khách đúng không? Đó, còn đây là phòng mà không biết phòng gì luôn, mình chưa xác định nó là chắc
ở đây chắc không phải phòng ngủ mà phòng sách vậy đó anh em, giống như phòng sách vậy đó. Vô trong đây thì bắt đầu có giường nè anh em, đấy trong đây là có giường đó, bên đây cũng giường luôn đó, trong đây có giường ngủ của mình luôn nha anh em đó. Đó, nói chung là cái giường này nó mặc dù nó hơi xấu chút xíu, đây nằm luôn. Anh em thấy ok chưa? Đó, duyên dáng thước tha. Đấy, rồi đi tham quan chỗ khác anh em ơi, đứng dậy đi cưng. Trời nó đứng dậy nó cũng lâu nữa anh em ơi. Nó đứng dậy nó làm giống như nó tiểu thư vậy. Đó, đi vô phòng này. Mình chưa xác định được tại vì mình chưa có xác định được cái phòng nấu ăn hay gì nữa anh em ơi. Đấy, chưa xác định được. Đó, trong đây còn cái phòng nữa nè anh em ơi, chắc sau này nữa mình chơi để chỗ này chỗ này chắc thành phòng nấu ăn quá anh em. Đó, mình để cái bàn chỗ này, mặc dù đây là mặc dù là tủ sách đúng không? Mặc dù có tủ sách ở đây mà tại vì mình chưa có tủ nhiều quá cho nên mình đặt đại thôi anh em. Đó, sau này nó có sẽ có bàn ăn, bàn đồ nữa. Anh em thấy nói chung là nhà cũng đẹp đúng không? À, mình có mấy cái tượng nữa ta. Mấy cái tượng nữa mình để coi nội thất thì nó sẽ có tượng đúng không? Vật liệu. Trang trí phòng. Rồi, nói chung là đây là cái sân bên ngoài nè. Đó, đây là sân bên ngoài. Cái chỗ đó thì cũng là để trang trí tượng đó nè. Mấy cái tượng nung để trong đó đây. Ngoài đây cũng có tượng nung nữa nè. Trước cửa cũng có tượng nung nữa nè. Đó, cây đồ mình có thể trồng nha anh em, trồng cây, trồng cỏ đồ nè. Đấy, đây sân nhà. Đó, đi ra đây. Đó, đây cũng có ok nè. Chắc là tại vì mình bèo quá, lên thấp quá nên cổng này nè. Đây có tượng chủ nhà đúng không? Đó, bên đây nè, bên đây là phần có tượng đất nung bên đây nè nè. Nói chung là vật phẩm trang trí level thấp quá, cũng chưa có làm đẹp hết được anh em ơi. Nó bên đây là để trưng bày tượng đồ đó nè. Đó. Đó, trang trí, nội thất. Ở đây mở khóa được mới nè nè. Đấy. Mấy cái giao viên này thì nó cũng đỡ lắm nha nè, nó cũng tăng được lực chiến đồ lắm. Cho nên anh em xiên anh em vô đây anh em, mình thì mình không có xiên, mình không có xiên cho anh em được. Đó anh em thấy không, một mớ rồi. Ok chưa nè, thấy đẹp chưa nè. Thì bữa nào mình rảnh mình xây cho nó đẹp thêm anh em ơi. Khi nào mình nghỉ cái game kia mình mới chuyển qua cái game này mình chơi cho xây dựng cho nó đàng hoàng. Mình ở đây mình không có thả cá anh em ơi, không có tính năng thả cá. Công nhận nó xuống đây nó bơi cũng ghê thiệt chứ. Cái này phải nó có tính năng cá mới ngon nha nè, phải có thả cá đồ xuống đây nó bơi lội đồ đó ha. Nhưng mà kệ nó, tạm thời nó vậy đi nè bây. Đó, có sao mình để ý gan vậy đi. Thì nói chung trong cái video này mình cũng không có chế tạo gì nhiều được trang bị anh em ơi, tại game nó cái tính năng này nó mở mới có 2 ngày mà mình thì cũng không có cái vụ mà cày lon để kiếm đồ kiếm bạc gì trơn anh em. Mình cũng chưa thấy cái bằng mà bán cái gì có tác dụng hết chứ. Lúc nãy mình chế mà mình cũng quên luôn anh em, mình quên coi nó có bán được hay không anh em ơi. Cái bàn thì nó ưu tiên chí mạng anh em, nó để ưu tiên. Còn mấy cái này mình năng thì mình năng để mà mình kháng anh em. Ám hương. Đấy, nói chung là kháng đó. Ưu tiên thì ưu tiên cái này thôi.
mình thì cũng chưa có tìm hiểu về cái game này cho nhiều lắm. Ở đây thì nó có phần sức mạnh. Nếu anh em mà chơi một ạc thì chắc anh em kiếm bạc không nhiều bằng mấy anh em chơi được nhiều ạc đâu. Tại vì chơi được nhiều ạc sau này nó sẽ có bán mà anh em. Đây nó có cái tính năng giao dịch. Khi mà anh em giao dịch đó, anh em có thể lên đây anh em bán. Cái phần đó có thể lên đây bán để anh em kiếm bạc đúng không anh em? Hình như là mới vô thì nó cũng tặng cũng có mớ bạc nhiều nhiều lắm anh em ơi. Hôm trước thì mình nạp 45k, 45, 46k gì rồi anh em, mình nạp cho vui thôi chứ cho đẹp thôi chứ không làm gì hết trơn. Đó, xây dựng chân, nếu anh em ghép trang bị vàng thì nó dễ rồi, anh em ghép trang bị vàng bắt buộc anh em phải đi cái hoạt động anh em mới có nguyên liệu thôi, còn nếu không đi hoạt động là chịu thôi. Nó thì hôm bữa mình cũng tính mua trong đây nè, đấy, mua trong đây. Bữa mình cũng tính mua cái bộ này anh em ơi, tính mua cái bộ này. Mà cái bộ này nó che hết người đẹp, nó đẹp thì nó giống như là nó không có cái nữ tính, rồi mình cũng không có lên cái này, coi cái món này, mình chỉ lên cái này thôi à. Đấy, có món này thì ít ra nó có nữ tính hơn. Mình lựa chọn món này. Cái món này thì giống như là cô gái dạng sao ta? Đây cũng đẹp ha, cái bộ này cũng quá êm hết em. Cái bộ này nó đắt lắm nè em ơi, bộ này muốn nổi nè em ơi. Bộ này phải nạp mới được. Rồi thoát ra nè, mà cái game này thì nói chung là anh em phải làm hoạt động, mình bỏ hoạt động nhiều lắm rồi anh em. Nhất là cái hoạt động mà đi nhặt hố báo á, mình còn chưa làm lần nào luôn. Hoạt động nó yêu cầu party 5 người mà mình chưa làm lần nào luôn. À lúc nãy nó để tới câu cá mà mình quên đi câu luôn á anh em. Thôi thì nói chung là cái video mình review về cái phần ghép trang bị này thì anh em thấy cũng dễ anh em ơi. Cái tỷ lệ nó thành công 100% rồi. Anh em quan trọng là anh em có kiếm được nhiều trang bị được hay không thôi. Anh em có siêng hay không thôi, còn không siêng thì chịu. Đấy. Nói chung là mình chỉ thích vậy thôi anh em. Thích đơn giản chứ mình không có thích màu mèo quá, xe xua quá mình cũng không thích. Tới đây mình làm được nhiệm vụ mới rồi nè, nói chung cũng có được nhiệm vụ thôi. Thôi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.